đợt đợt cái này đi 500 hay 1 triệu nhỉ? Em đi thử với bố, em xuống số. Em đi thử cho mà đi. Để xem. Ồ, để đưa cho ông đi đi. Em đi thử với cái gì? Nhà ai chồng? Hả? Nhà vứt cho ai chồng? Cả ông cả quân đi thì nhà vứt cho ai chồng? Ông đi đâu à? Hả? Hai em tự ngủ trước đây, tách nhau ra, một đứa ở đầu, đứa ở cuối đây. Cháu có đi không? Hả? Cháu có đi không? Cháu có đi chơi không? Cháu đi chơi gì nhỉ? Bà đang không kêu, xiêm nữa. Bà đang kêu là nếu bà suy nghĩ được thì bà trông gạo cho đi rồi. Không xiêm nữa, 9 rưỡi rồi đi ngủ đi. Đừng có nói nhiều nha. Không xem nữa. Ô, làm bà ơi, bà không đi được. Ừ, sao không đi? Con nói cho đi được. À, bà nói kêu là nếu như hôm nữa mà bà suy nghĩ được á, thì bà trông con gạo cho em đi. Ồ, chán chết. Bà ngoại mới mất thì sao mà nói đi được. Yeah. Mình là muốn xe xe đi đến nó mất 2 tiếng đồng hồ hả? Rồi nhà tôi ngủ trưa cho xuống. Không biết mấy đứa tê có đi không? Cháu có đi không? Cháu đi xe nhá. Chết bà đánh này bà bới này. Vứt đồ xuống bà bới này. Thôi cho đi chết bà, con có thể lên giường con mới nhét được chứ. Em ơi giỡn giỡn mà 4 tháng rồi nhanh nhỉ, mình tưởng mới có 1-2 tháng. Hai. Hai á. Ừ. Cái cuôn này cái thằng. Cái cuôn hỏi hắn xong kêu 4 tháng rồi nhanh. Trai gái. Gái. Cái chị mẹ. Cái chị mẹ giống như gì này, cái chị mẹ đánh đá giống gì này. Ừ. Đừng để nói nhiều nhá. Sao mà đuổi bạn không ra đấy? Gì? Dính răng đấy. Dính răng. Em đang lừa đấy, em đang lừa đấy. Yêu không đấy. Hai dính răng cùng một số xoài dính răng rồi. Câu thối ăn sỏi dính răng. Đến liệt đấy, liệt. Thì y mẹ lấy cái nấm quất, nấm quất. Trời ơi, mẹ ăn sỏi dính răng, ngủ trường. Nó dính mẹ một kẻ răng. In đi. Lưỡi im mẹ. Im mẹ lấy. Nhọc nhắc như con à. Răng thì sơ sớt chứ. Đây là chứ là nữa đang dính răng nữa. Trời nhá. Trời nhá, lột khô lột. Mọi đứa mọi bên ngủ đi. Còn chưa nằm trong góc đi, tí mẹ ôm. Trời ngốc quá lấy. Im để lấy cái miếng xoài ra mà không tính ở trong kẻ răng nữa này. Đời ra, đời ra nào. Đúng thấy chưa? Cái... Đừng có láo nữa tôm nha. Đây rồi đó, thấy chưa? Kia hắn ăn trúng cái phần sơ, phần sơ nó dính một cái kẻ răng. Này tay gạo đau này, cho Huy xem tay gạo đau không? À, có mỗi nốt. Này, mỗi nốt tay gạo đau này, đây này thấy chưa? Sưng ở đây này. Đây này, đau này, cho Huy xem đau đi. Chưa, lên giường ngủ, đi ra vào. Đi lên giường. Cái gì con sầu đùa vậy? Đó, đốt cho con tai nữa đây nè. Còn nợ. Còn môi cũng thấy. Thịt thì độc. Đốt mà mấy ngày cho của ấy. Đấy hùng lắm. Lấy đi của hắn cái hắn hùng này.
Chua lên giường đi ngủ đi, tôm đi ngủ đi. Đâu đâu, không, mẹ chưa có lấy, mẹ chưa có lấy quần, mẹ không lấy. Mẹ đâu có lấy hũ gạo đâu này. Con chuột công rồi, con chuột. Không, con chuột công rồi, mẹ không có lấy. À, con chuột hư nha, công đồ chơi của em nè. Mẹ đánh con chuột nha. Mấy giờ rồi? 9 giờ, em bôi gần 10 giờ rồi, cho mẹ đi ngủ đi. Đây, ta về ta uống sữa đi nhá. Gạo về gạo đi uống sữa, gạo đi ngủ đây. Anh mặt anh bye bye, bye bye cho tôm cho chú đi. Kiếp mặt kìa. Bye bye bảo anh đi. Bye chưa? Bye bye chưa? Sao mà nhìn cái mặt đơ đơ đấy? Đấy ỉa gì mà mặt đang đơ đấy. À, bye bye, bye bye đi. Anh ạ, anh cà chua lấy mũ cho gạo với nào. Đây. Về đây. Anh đi rồi ngủ, anh uống sữa đấy. Anh uống đi rồi bỏ vô thùng rác đi. À quên, cũng về con uống. Đi con về nhà con uống sữa của con đi đi. Không phải nhìn này. Cháu về đây. Gì? Không mua nữa, hư hết rồi. Tự con làm mất chứ ai làm mất. Con làm mất mà. Con cuồn thì ai? Ăn tôm. Ăn tôm ăn khổng cuồn. Nếu hoàn thành xong cái bình hoa này thì như mọi người cảm ơn đã đón xem video này của